Đó gọi là sự tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ ca tột không điên đảo. Lúc bấy giờ trời Đế Thích Bạch Cụ Thọ thiện hiện, bạch Đại Đức, Đại Bồ Tát, Đại Thừa Tân Học, nghe pháp như thế, tâm họ sẽ không hoang mang sợ sệt. Bạch Đại Đức, Đại Bồ Tát, Đại Thừa Tân Học, dùng tất cả thiện căn đã tu tập hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột như thế nào? Bạch Đại Đức, Đại Bồ Tát, Đại Thừa Tân Học, nhiếp thọ sự tùy hỷ cùng làm các sự nghiệp phước đức hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột như thế nào? Khi ấy cụ thọ thiện hiện nương thần lực gia bị của Bồ Tát Di Lặc bảo trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát, Đại Thừa Tân Học, nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bồ thí Ba La Mật Đa, dùng vô sở đắc làm phương tiện là nhiếp thọ Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bồ thí Ba La Mật Đa, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bồ thí Ba La Mật Đa, nếu trụ pháp không nội, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ pháp không nội, nếu trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Nếu trụ chân như, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ chân như. Nếu trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Nếu trụ thánh đế khổ, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ thánh đế khổ. Nếu trụ thánh đế tập diệt đạo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ thánh đế tập diệt đạo. Nếu tu bốn tịnh lự, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ bốn tịnh lự. Nếu tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Nếu tu tám giải thoát, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ tám giải thoát. Nếu tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Nếu tu bốn niệm trụ, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ bốn niệm trụ. Nếu tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Nếu tu pháp môn giải thoát không, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ pháp môn giải thoát không. Nếu tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Nếu tu năm loại mắt, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ năm loại mắt. Nếu tu sáu phép thần thông, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ sáu phép thần thông. Nếu tu 10 lực Phật, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ 10 lực của Phật. Nếu tu 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ 4 vô sở ý cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Nếu tu pháp không quên mất, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ pháp không quên mất. Nếu tu tánh luôn luôn xả, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ tánh luôn luôn xả. Nếu tu trí nhất thiết, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ trí nhất thiết. Nếu tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Nếu tu tất cả pháp môn Đà La Ni, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ tất cả pháp môn Đà La Ni. Nếu tất cả pháp môn Tam Ma Địa, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Nếu tu hạnh Đại Bồ Tát, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện là nhiếp thọ hạnh Đại Bồ Tát.
Nếu tu quả vị giác ngộ cao tột, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vô tướng làm phương tiện, là nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy, do nhân duyên này mà tín giải sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, tín giải sâu sắc Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bồ Thí Ba La Mật Đa, tín giải sâu sắc Pháp Không Nội, tín giải sâu sắc Pháp Không Ngoại, Pháp Không Nội Ngoại, Pháp Không Không, Pháp Không Lớn, Pháp Không Thắng Nghĩa, Pháp Không Hữu Vi, Pháp Không Vô Vi, Pháp Không Rốt Ráo, Pháp Không Không Biên Giới, Pháp Không Tản Mạn, Pháp Không Không Đổi Khác, Pháp Không Bổn Tánh, Pháp Không Tự Tướng, Pháp Không Cộng Tướng, Pháp Không Tất Cả Pháp, Pháp Không Chẳng Thể Nắm Bắt Được, Pháp Không Không Tánh, Pháp Không Tự Tánh, Pháp Không Không Tánh Tự Tánh, tín giải sâu sắc Chân Như, tín giải sâu sắc Pháp Giới, Pháp Tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, không có sở hữu, tín giải sâu sắc Thánh Đế Khổ, tín giải sâu sắc Thánh Đế Tập Diệt Đạo, tín giải sâu sắc Bốn Tịnh Lự, tín giải sâu sắc Bốn Chánh Đoạn, Bốn Thần Túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không có sở hữu, tín giải sâu sắc Tám Giải Thoát, tín giải sâu sắc Tám Thắng Xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, không có sở hữu, tín giải sâu sắc Bốn Niệm Trụ, tín giải sâu sắc Bốn Chánh Đoạn, Bốn Thần Túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không có sở hữu, tín giải sâu sắc Pháp Môn Giải Thoát Không, tín giải sâu sắc Pháp Môn Giải Thoát Vô Tướng Vô Nguyện, tín giải sâu sắc năm loại mắt, tín giải sâu sắc sáu phép thần thông, tín giải sâu sắc mười lực Phật, tín giải sâu sắc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, tín giải sâu sắc Pháp Không Quên Mất, tín giải sâu sắc tánh luôn luôn xả, tín giải sâu sắc trí nhất thiết, tín giải sâu sắc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tín giải sâu sắc tất cả pháp môn Đà La Ni, tín giải sâu sắc tất cả pháp môn Tam Ma Địa, tín giải sâu sắc hạnh đại Bồ Tát, tín giải sâu sắc quả vị giác ngộ cao tột. Này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy, do nhân duyên này thường được thiện hữu nhiếp thọ. Thiện hữu ấy dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì họ biện thuyết pháp tương ưng Bát Nhã, Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa, dùng pháp như thế dạy bảo trao truyền khiến họ cho đến được nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, thường chẳng xa lìa Bát Nhã, Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa, dùng pháp như thế dạy bảo trao truyền khiến họ cho đến được nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, thường chẳng xa lìa Pháp Không Nội, Pháp Không Ngoại, Pháp Không Nội Ngoại, Pháp Không Không, Pháp Không Lớn, Pháp Không Thắng Nghĩa, Pháp Không Hữu Vi, Pháp Không Vô Vi, Pháp Không Rốt Ráo, Pháp Không Không Biên Giới, Pháp Không Tàn Mạn, Pháp Không Không Đổi Khác, Pháp Không Bổn Tánh, Pháp Không Tự Tướng, Pháp Không Cộng Tướng, Pháp Không Tất Cả Pháp, Pháp Không Chẳng Thể Nắm Bắt Được, Pháp Không Không Tánh, Pháp Không Tự Tánh, Pháp Không Không Tánh Tự Tánh, dùng pháp như thế dạy bảo trao truyền khiến họ cho đến được nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, thường chẳng xa lìa Chân Như, Pháp Giới, Pháp Tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Dùng pháp như thế dạy bảo trao truyền khiến họ cho đến được nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, thường chẳng xa lìa Thánh Đế Khổ, tập Thánh Đế Diệt, Thánh Đế Đạo,